Cùng với nhiều địa phương khác ở khu vực miền Trung, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Đà Nẵng liên tục tăng cao và dự báo còn diễn biến phức tạp. Để ngăn dịch bùng phát, hiện ngành y tế và các quận huyện đang tập trung nhiều biện pháp phòng chống dịch. Là điểm nóng dịch sốt xuất huyết tại Đà Nẵng, trong tuần qua, quận Liên Chiểu ghi nhận thêm 77 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay gần chạm mốc 2.000 ca. Đáng chú ý, từ sau đợt mưa lịch sử vào giữa tháng 10 đến nay, các phường liên tục phát hiện các ổ dịch nhỏ, tổng cộng 228 ổ dịch đã được xử lý kịp thời, giúp ngăn chặn dịch lây lan rộng. Trung tâm Y tế Liên Chiểu vẫn tiến hành xử lý ổ dịch theo cái thường quy, theo cái chỉ đạo của CDC cũng như lãnh đạo sở về công tác giám sát, rồi công tác điều tra bọ gậy. Và đến hôm nay thì trên địa bàn đã hơn 200 ổ dịch sốt xuất huyết đã được xử lý đúng theo quy định. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, hơn một tháng trở lại đây, mỗi tuần Đà Nẵng có thêm từ 300 đến hơn 400 ca bệnh sốt xuất huyết, có tuần cao điểm lên đến 450 ca. Số ca mắc trung bình cao hơn ngưỡng trung bình từ tháng 10 đến tháng 11. Trong 5 năm từ 2016 đến 2020 và cao hơn năm 2019 là năm có số ca mắc cao nhất. Thời tiết chuyển mùa mưa kèm với đó là các đợt ngập lụt diện rộng đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi gây bệnh. Người ta họ đi vận động dân là tất cả những cái nước trong chùm trong hồ á, mùa bà hè đều là sẽ đổ hết nước ra. Có làng quen lẫn sẽ có muỗi thì đã tuyên truyền cho người dân rồi. Duy trì ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, đặc biệt là ra quân tổng dọn vệ sinh, diệt long quăng, bọ gậy. Vấn đề thứ hai nữa thì đối với trường hợp trong tiết chầu cờ đầu tuần thì đã giao cho trung tâm y tế cử cán bộ xuống trực tiếp tuyên truyền với thời lượng từ 10 đến 15 phút tại các cái trường mà có cái tiết mục chầu cờ ngay từ đầu tuần. Từ đó mới làm cho nó lan tỏa về cái công tác tuyên truyền sâu rộng trong khu dân cư cũng như là từng hộ gia đình để người ta có ý thức về cái này. Theo nhận định của ngành y tế thì từ nay đến hết tháng 12 có thể sẽ là đỉnh dịch của sốt xuất huyết năm nay. Hơn ai hết, để ngăn chặn dịch bùng phát thì sự chủ động của mỗi gia đình và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là yếu tố then chốt, nhất là thường xuyên dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để ngăn muỗi sinh sôi gây bệnh.